kỳ chó là bất kỳ chó, bất kỳ bút con cặc vua cu kè, bất kỳ cây, bất kỳ cú, bất kỳ sạc con cặc, bất kỳ chó là bất kỳ chó, bất kỳ là những cái thằng bái ngồi nói được mà đéo được xạo lộn trên mạng bút phút bút con cặc bút con cặc. Ok, hello anh em. Thì hôm nay là mình lại khịa thằng Long đi xéo tiếp. Như trên cái qua cái đoạn hội thoại này anh em cũng nói rồi đó, đó là giọng của thằng Long đi xéo và nó chửi người Bắc. Thì chó bất kỳ con kể cả. Và nó chửi người dân miền Bắc chỉ là những cái thằng đái ngồi. Đó, nó chửi rất là thậm tệ luôn và mình thấy mặc dù mình là người miền Nam, gốc là miền Trung nhưng mà mình thấy rất là tội nghiệp cho người miền Bắc khi mà bị thanh niên này chửi. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đây, sao Bắc kỳ thế? Rồi tôi hỏi thằng Long đi xeo này, người ta miền Bắc thì sao? Hả? Hả? Người ta miền Bắc thì sao? Rồi bộ bây giờ có sao không? Hả? Miền Bắc hay miền Nam nó cũng như nhau thôi. Nói cho mày biết nha, cái thằng Long đi xeo nó mà coi cái video này là tôi nói thẳng cho nó biết luôn nha. Miền Bắc, miền Nam, miền Trung là ba miền của đất nước Việt Nam. Mặc dù có thể họ nói tiếng khác nhau, nhưng cái cội nguồn chính vẫn là người Việt Nam, đều chung một dòng máu Việt Nam, cùng vào sinh ra tử với những cuộc chiến, đã những lần cùng nhau chống lại tiêu diệt và ngoại xâm. Các bạn có biết bài thơ về tiểu đội xe không kính không? Các bạn biết rồi đó, mấy anh lính ở miền Bắc á, trong khi miền Nam đang bị Mỹ chiếm đóng, mấy anh lính ở miền Bắc đưa thức ăn và lương thực, đưa quân vào để giải cứu miền Nam đó. Cho nên bây giờ nếu bạn mà người miền Nam á, bạn không biết ơn mấy cái người miền Bắc, hay là bạn có ý định phân biệt vùng miền này á, thì nói tới thẳng nha, mình mà tố cái video này lên công an một cái là bạn đi tù như chơi đó. Bạn không biết ơn thì thôi nha. Chưa kể là Long đi xèo nó còn chửi cả người Việt Nam đó cơ. Không tin lát nữa tôi mở lại cho. Long đi xèo này nó chửi cả người Việt Nam đó chứ. Nè, tôi tặng cho nó cái dislike rồi nè, tại vì nó láo quá trời. Cái bài thơ về tiểu đội xe không kính á, là nó nói là cái việc mà ý chí kiên cường, hình như là cái nội dung chính là ý chí kiên cường của mấy anh lính khi chạy từ Bắc vào Nam với mục đích là cung cấp lương thực để giải cứu miền Nam khỏi giặc Mỹ xâm lược. Đó, các bạn có thấy rồi đó, tình đoàn kết của nước Việt Nam mình là rất là lớn. Nhờ tình đoàn kết đó mà Việt Nam mình đánh đuổi được rất nhiều đất nước mạnh mẽ, có cường quốc mạnh mẽ và vũ khí quân sự cao khác như là Mỹ, Pháp, toàn những nước cường quốc của thế giới vào thời đó không? Pháp được coi là thực dân Pháp, còn Mỹ là đế quốc Mỹ. Các bạn không biết rồi đó, Việt Nam mình với tinh thần đoàn kết á, nên mới chiến thắng được đó. Đó, vì vậy, đừng có chia cắt cái sự đoàn kết của dân tộc ta, được chưa? Người dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng như nhau cả thôi. Nhá. Còn nếu bạn không biết ơn người miền Bắc thì bạn đừng làm con người nữa. À quên, Long đi xeo đâu phải là con người đâu mà. Tôi quên mất, thằng này nó bị ấy sẵn rồi, cái não nó bị tâm thần sẵn rồi. Đó, nghĩ sao mà chửi cả người miền Bắc như vậy hả? Người miền Bắc người ta có tội tình gì chứ hả? Trong cuộc chiến chống Mỹ, người ta đã cứu vớt miền Nam khỏi quân giặc Mỹ rồi, người ta đã cung cấp, người ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, hy sinh cả lương thực với mục đích là cứu miền Nam khỏi giặc Mỹ. Vậy mà bây giờ mày quay sang mày chửi vậy, mày coi được không? Ở Long bị xeo. Giờ mày quay sang mày chửi người ta thế, chửi cả cái người miền Bắc luôn, cả cái vùng miền Bắc luôn, có được không? Mình xin lỗi tất cả các bạn, tại vì là mình xin lỗi cái chỗ là mình nói chữ Bắc kỳ nha, nó hơi xúc phạm nhưng mà mình phải nói đây cái thằng này thôi, cái thằng này thì buộc mình phải nói thôi. Người ta miền Bắc người ta bất kỳ thì kệ người ta chứ. Hả? Hà cớ gì mày phân biệt vùng miền hả Long đi xeo? Mày tưởng mày sống trong miền Nam á là mày được hả? Bây giờ tao hỏi nha, nếu không có người miền Bắc thì lúc đó mày, cái gia đình mày còn không? Hả? Giờ Mỹ nó chiếm đóng từ lâu rồi, nó chia cắt đất nước mình từ lâu rồi. Nha, nước Việt, người miền Bắc á, người ta đã cố gắng như vậy rồi mới cứu vớt được cái miền Nam, mà bây giờ mày quay xong mày chửi tao hơi thật nha. Mày có còn là con người nữa không vậy Long? À quên, nó là súc vật sẵn rồi mà. Sao tôi cứ lẫn lộn hoài vậy ta? Rồi anh em thấy nó có được không? Ừ? Long đi xèo này có cái gì đáng không? Hả? Chưa kể á, nó còn xúc phạm, nó còn chửi chó người Việt Nam nữa cơ. Đây, để tôi mở cho. Đây là cái video mới của thằng Long đi xèo. Spinonicia, lũ chó người Việt Nam chạy ngay khi còn có thể.
tôi thấy nó ra video tôi bấm cái dislike cho nó luôn. Mà tôi không hiểu tại sao nó 58 người đăng ký nữa. Hình như là 43, à, 50, 57 cái nick là của nó rồi, cho nên là không phải nói. Đó. Lũ chó người Việt Nam. Thanh niên này chính xác cũng là người Việt Nam nha. Long đi xeo nha. Đây là nó vừa chửi cả nó này, vừa chửi cả cha mẹ nó này, vừa chửi cả cái người Việt Nam này. Đấy, tôi nói thật nha. Người Việt Nam á, đã là người Việt Nam thì hãy biết tôn trọng cái bản thân của mình, con người mình đi với. Hôm trước tôi còn thấy thanh niên này xạo mình là người Trung Quốc nữa cơ, nhưng trên cái hồ sơ tôi có đọc được thanh niên này họ và tên chính xác là Phong Phong Minh Long, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1994, cụ thể là vậy luôn, tôi nhớ luôn. Nó sống hiện tại đang sống ở phường 17, tức là ở Sài Gòn đó, nó sống ở trong Sài Gòn đó đó. Long đi xeo, nghe cái tên tưởng thế là ngầu, hóa ra cũng chỉ là cái lũ ba que, lũ khát nước, lũ phản động, cái loại người như chúng mày á. Tôi nói thẳng nha, nha, cái này là đang còn nhẹ nha. À, mấy bạn có biết là cái vụ ông Minh Hoàng ông nói gì đó về người miền Trung ở trên TikTok không? Ông bị công an lôi cổ vì cái câu những câu của ông có liên quan tới phân biệt vùng miền á, xúc phạm người miền Trung đó, bảo người miền Trung keo kiệt này nào đó. Thì mình thấy miền Trung, miền Nam, miền Bắc thì chỉ như nhau thôi. Miền Trung thì là họ phải chống đối với bão, họ tiết kiệm là bình thường, bởi vì khu vực họ sống toàn là thiên tai lũ lụt không à, xảy ra hàng năm không à, cho nên họ tiết kiệm là bình thường. Đó là một cách bảo vệ, tại bảo vệ một cái gọi là rất là hay đó, chứ đâu có đến nỗi đâu như thanh niên đã nói đâu. Nhưng mà người ta là thằng Minh, anh Minh Hoàng đó, anh nói mé mé đó nha, anh chỉ nói mé mé thôi nha, mà công an đã lôi cổ đi rồi. Vậy cái thằng Long này là nó chửi thẳng luôn này, đây nãy còn nó còn chửi Bắc Kỳ nữa, đây đây đó, đây nó chửi thẳng luôn. Mình chỉ cần tố một cái, tố cái video lên công an một cái thôi là nó có thể thứ nhất là bị phạt tiền, thứ hai là đi tù. Cái tội phân biệt vùng miền á là tội. Cái anh Minh Hoàng, nhìn cái vụ của anh Minh Hoàng là biết rồi đó, anh nói mé mé thôi mà đi tù. Nó con thằng này là nói trực tiếp luôn, nói thẳng luôn, không đi tù mới là lạ. À, không phải đi tù mà là bị bắt lôi lên, bị công an lôi lên thôi nhá. Thằng này không đi tù mới là lạ đấy chứ. Thằng này lúc mà mình mà tố lên nó không đi tù mới là lạ. À, không phải không đi tù, sao mình cứ lẫn lộn vậy ta. Không, à đúng rồi, kiểu như công an lôi, mình xin lỗi, mình nhầm. Thôi, chán như thiệt kìa chứ. Tự nhiên đâu ra cái thằng phản động này. Và tao nói cho thằng Long đi xeo nghe, Long đi xeo nha. Tuấn Samurai cái gì tao không biết, Khải Chu Das đặt mắt cái gì tao không biết, quan trọng tao chửi thẳng tên Phong Minh Long, Long đi xeo. Mày mà còn làm cái trò đấy nữa là tao tố lên công an. Chưa Chưa kể là mày còn dính nhiều vụ lắm rồi đó. Mày còn mạo danh tiến sĩ Thomas Hosihori, khiến cả cái cộng đồng khủng long Việt Nam mình phải đội quần lên. Chỉ vì cái đó, ông Thomas Hall ông cực kỳ nổi giận và ông gần như có một chút ác cảm với cộng đồng khủng long Việt Nam mình là do mày hết đó. Mày mạo danh ổng để mày bảo vệ cái ý kiến fanboy Spino của mày đúng. Trong khi đó, ông là lên tiếng rồi, thậm chí tao thấy trong một cái comment nào đó ông chỉ thẳng mặt là thằng Long Bill. Tôi đã biết anh giả mạo tôi rồi. Được chưa? Đó, và tôi nói cho các bạn nghe này, những ai mà còn có ý định phân biệt vùng miền, làm ơn bỏ ngay cái tư tưởng đó đi. Thứ nhất, nó chả mang lại cái lợi ích gì đâu. Thứ hai, đừng có chia cắt tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Hết.